có. Dạ em cũng có hai mối tình chị. Em chỉ cần người chân thành. Dạ em muốn gì, muốn mở cửa là cạy cửa. Rồi xin mời bạn nam. Chào bạn. Giống như hỏi vợ quá. Xin chào Quỳnh Linh, chị Cát Tường và toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Thanh Phương, 33 tuổi, đến từ Trà Vinh. Nghề nghiệp của em là nha sĩ. Rồi mời nha sĩ ngồi. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Chào em. Dạ em chào chị. Em tên là gì? Dạ em tên là Đặng Ngọc Hương Trang. Năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 27 tuổi. Mình đang làm việc gì hả Trang? Dạ em làm thợ trang điểm. Tiệm của mình hay là mình đi làm cho người khác người ta? Dạ em đi làm cho người khác. Em nói một chút xíu về bản thân của mình. Em có những cái ưu điểm gì? Dạ ưu điểm của em thì em biết nấu ăn, em biết chơi bóng chuyền. Hèn chi em cao quá, em cao 1m mấy vậy? Dạ em cao 1m68 chị. Ồ chị thấy em cao quá chừng luôn. Hiện tại giờ mình ở đâu? Dạ em ở Sa Đéc chị. Sa Đéc? Ở Sa Đéc. Sa Đéc gần như Trà Vinh rồi. Bạn từ Trà Vinh ở đây luôn hả? Dạ. Trà Vinh thì có gì bạn? Có chùa Dơi, mà đặc sản Trà Vinh mà nổi tiếng mà không ai biết đó là dừa sáp. Dừa sáp là sao? Là cái sáp không hả? Là cái dừa nó đặc ruột, nó chỉ có chút xíu. Đặc gì? Đặc ruột. Đặc ruột là sao? Là cái dừa nó đặc luôn, nó còn chút xíu vậy. Là cái ruột nó đặc luôn hả? Dạ đặc luôn. Bạn làm nha sĩ được lâu chưa? Dạ cũng gần 10 năm rồi. 10 năm rồi. Vậy thì có nhiều người vào gọi là nơi bạn làm việc, chắc chắn trong đó có những cô gái rất là xinh, đúng không? Tại sao không có cảm tình với ai? Mình làm thì mình không có nghĩ là mình phải thích người đó được. Có bao giờ bạn phải lòng với ai đó chưa, thương người nào đó mà người ta không thương mình chưa? Đó là chưa. Có người nào mình thương rồi người ta thương lại luôn chưa? Thương rồi thương lại thì có. Được mấy người rồi? Dạ được, cũng được 2 mối tình. Chia tay lâu chưa? Mối tình cuối cùng đây chia tay được gần 2 năm. Lý do? Lý do khi mà mình muốn tiến tới hôn nhân cô gái không chịu. Không chịu? Bạn có biết tại sao ta không chịu không? Cô ấy có thể một phần vì cái danh lợi. Danh lợi? Danh lợi là cần là giàu có. Phải có nhà có cửa mới chịu. Ủa vậy bạn không có nhà hả? Nhà tức là nhà riêng. Nhà riêng nhà riêng có ruột ha. Nhà riêng là nhà Trang nhà riêng phải có ruột nữa. Nhưng mà rồi. Trang lên đây đi có mệt không? Dạ em bị say xe nhiều lắm chị. Mình có uống thuốc say xe không? Để say dạ, xe. Dạ em uống thuốc nhưng mà cũng không hết chị. Đến trạm dừng thì em cứ vô toilet ói suốt à. Trời đất ơi. Dạ đó hả? Rồi xong rồi cái chủ xe đi kiếm không có. Rồi ảnh cũng điện thoại mà em cũng ra không được. Tại vì em bị say xe cũng nặng lắm. Nghe tội nghiệp quá người ta. Rồi nghe thấy thương ghê luôn vậy hả? Bạn trai bị say xe không vậy? Không có say xe. Vậy rồi bạn có thể đỡ bạn gái lên xe xuống xe được không? Được. Ẩm luôn cũng được nữa. Vậy là bữa nay mình lên mình quay hình xong là mình về lại luôn hay sao em? Dạ em đi về. Trời ơi cực quá ha. Thôi vậy là trước tiên là phải cho một tràng pháo tay ghi nhận cái tinh thần của bạn ấy vượt hơn 100 cây số nha, đến cái chương trình mà muốn hẹn hò. Nhưng mà chị hỏi này em xinh quá trời luôn mà ở dưới xe đét không có anh nào, sao mà mình phải lặn lội lên tới trên này dữ vậy? Dạ cũng một phần là do công việc của em là không có thời gian chị. Bữa nhiều khi là em đi lúc sáng sớm rồi tới chiều tối em mới về. Rồi nhiều khi em mệt mỏi quá thì em chỉ muốn ngủ thôi. Em không có giao tiếp bạn bè nhiều nên không có bạn. Nhưng mà hồi xưa giờ mình có trải qua mối tình nào chưa? Dạ em cũng có 2 mối tình chị. Chia tay cái mối tình cuối cùng là bao lâu rồi? Dạ em chia tay mối tình cuối cùng cách đây cũng khoảng 2 năm. 2 năm? Dạ. Rồi suốt 2 năm qua là đi làm rồi về nhà mình ơn không vậy? Dạ. Đó hả? Thì vô phòng cứ sống khép kín, chưa có ai mở cửa phòng. Hôm nay em đến đây nhờ chương trình như mai mối. Mở cửa phòng giùm đúng không? Dạ đúng. Kiếm người mở cửa phòng giùm em ha. Dạ. Em tới chương trình em muốn chương trình giới thiệu cho em người bạn trai như thế nào? Em cũng không quan trọng gì bề ngoài lắm. Em chỉ cần người chân thành, chân tình và chân thật là được. Rồi em không có thích cái gì ở người đàn ông? Dạ nói dối với lại nói chuyện vòng vòng là em không thích chị. Rồi, vô vấn đề luôn, muốn gì nói luôn đi. Các bạn lên mới nói được. Không cần nhìn nói luôn, vậy em muốn gì? Dạ em muốn gì, muốn mở cửa là cạy cửa. Đó là vô vấn đề luôn. Được, được. Nếu mà anh với em đến nhau là em muốn sống ở thành thị là ở vùng quê? Dạ tùy theo cái công việc người nào ổn định hay là chỗ nào thuận lợi thì mình làm ở chỗ đó thôi anh. Em cũng không quan trọng về chỗ ở. Em thích người phụ nữ như thế nào? Phụ nữ em thích là phải cao trên 1m6. Đây là cao dữ lắm luôn nè. Rồi sao nữa? Tóc dài, hiền, biết chia sẻ, biết nấu ăn. Không có găng được không?
Mà chủ yếu mấy ông nha sĩ không có gan thì mình có thể làm gan được. Mấy ông nha sĩ quen ai cũng phải có gan chứ không có gan không được, đúng không? Gan em cũng xấu mà. Sao không làm đi cho đẹp? Nếu mà làm đẹp nữa người ta không tin mình. Để vậy đó, tôi tự nhiên. Tự nhiên đúng không? Ủa làm răng mà răng xấu rồi ai tin vô dao răng cho mình? Tối ngày em đeo khẩu trang không chỉ có thường thôi. Nếu mà biết hết trơn á. Nữ mà từ ở dưới xe đét lên đây để mà tham gia chương trình này để gặp bạn này, bạn thấy sao? Tao khoái á chứ tường. Gì khoái? Cảm động. Tự nhiên thấy tao mệt tao khoái. Tao mệt rồi. Đây mình có thể mình che chở người đó được. Che chở người nào được? Người ta xỉu thì mình ấm ta dậy. Nổi không? Bên đây bự lắm mà. Hô hấp nhân tạo. Nổi cái tường. Hô hấp nhân tạo là hô hấp làm sao? Mịn mũi. Hai môi chạm lại nhau. Rồi sao nữa? Ép tim. Rồi sao nữa? Thì người ta tỉnh nghỉ. Không, hô hấp nhân tạo thử với anh Linh coi. Thôi trời ơi. Thôi thử với Cát Tường đi. Cài hàng quá. Lên đây có mình nên nè hả? Có ai đi chung không? Dạ không, em đi một mình. Nam có ai đi chung cô không? Cô của em. Dạ có, Nguyên mình đó luôn. Em chào chị Quyền Linh và anh Nguyễn Linh. Em chào anh Nguyễn Linh và chị Cát Tường. Ghét lắm à. À, nếu mà bạn Trang nếu mà tìm một người người mẫu lý tưởng như anh Phương đây á, thì có nghĩa là ảnh có thể là chân thật. Ngoài tính cách ảnh là một người nam rất là hiền, tại vì mình làm chung với anh Phương cũng gần 10 năm rồi, làm chung thì không anh em thôi chứ cũng không có nghĩ tới chuyện tình cảm được. Nếu mà nghĩ được là cũng đã đến rồi chứ anh Phương không. Ủa, đến đây sao không được, sao không được? Dạ em không thích lấy cùng nghề. Mà sao Nguyên trong công ty quá trời nữ luôn mà không kiếm ai làm mai cho ảnh đi? Tại vì ảnh kiếm một mơ thước 6 trở lên không à, ở đây thước 3 trở xuống. À, thì ra là vậy. À, cảm ơn em. Dạ, chào chị. Mét 7 mấy hả? Dạ, mét 7. Mét 77. Hèn chi mà mấy cô trong công ty đứng thấp quá hả? Dạ. Thấy mấy cổ xinh quá trời mà lên đây làm chi nữa thì tự kiếm đi. Tại yêu cầu đưa ra phải trên mét 6. Chi vậy? Tôi xứng với mình. Xứng về cái hình thể vậy đó. Anh ngồi xuống đi, anh cao quá à. Bây giờ nè, nếu mà bây giờ chịu thì chừng nào đám cưới? 2016 đám cưới. 2016 đám cưới, đẻ mấy đứa? Đẻ hai đứa. Bây giờ là về Trà Vinh ở hay lên Sa Đéc ở? Nếu mà cô gái chấp nhận lấy chồng về Vinh thì về Vinh. Không có bằng dâu. Ủa vậy ba má ai nuôi? Ba má thì có em Út nuôi. Chưa gì là thấy mê vợ bỏ ba mẹ rồi. Chết lớn rồi chắc được. Nói chung cao ráo, đẹp trai. Thầy xứng với em lắm đó. À, chào bạn, dễ thương. Anh thấy này nè, chàng trai này á, thật sự là cũng rất là bản lĩnh, bị ra đời ra nghề cũng lâu rồi. Tính vui thôi. Bây giờ anh ta nói chơi thôi, trong lòng anh ta, anh đọc được là không có gì đâu. Dạ. Em thích ăn dừa sáp không? Dạ hết. Thích người tặng dừa sáp không? Dạ hết. Hết luôn. Rồi mình kéo màn lên đi. Mở màn. Anh thấy cô này được lắm á, nha. Làm sao chinh phục được cô ấy đi nha. Hai phút gặp nhau, bắt đầu. Chào em. Dạ, em chào Phương. Anh Phương. Cảm ơn tặng nha. Dạ, em cảm ơn. Có tặng dừa sáp kìa. Có 2 phút mà ông tặng quà hết phút rưỡi rồi. Tặng em trái dừa à. Dạ, em cảm ơn. Hãy nói tên gì anh quên. Dạ, em tên Trang. Anh được mấy anh em? Dạ, gia đình em có 4 người. Em thứ mấy? Dạ, em thứ 2. Chúng hỏi cung quá vậy. Nói chuyện tình cảm đi. Dạ. Thấy em sao? Em hơi bị gung phải không? Dạ. Thôi anh nhường cho em nói. Trời ơi, gung mà còn nhường người ta nói nữa không? Anh thấy em như thế nào? Em này chuẩn nè. Dạ anh hỏi em đi. Hai người lòng vòng cho tới sáng quá. Bây giờ hai người bây giờ rượu chưa có cưới nhau mà giờ yêu nhau hẹn hò sao nè? Người ở Trà Vinh, người ở Sa Đéc. Có thể mình quen nhau thì có thể tháng gặp nhau được một lần được không em? Trời ơi. Dạ được. Quan trọng là tin tưởng nhau được rồi. Dạ. Em thấy anh sao? Vậy cũng được. Được hả? Được cái gì mới được? Dáng thì cũng cao ráo, cũng nhiều người hợp với em. Dạ, cách nói chuyện thì anh... Hôm nay anh gắn móc hết ruột ra nói chuyện này. Móc hết ruột ra nói chuyện. Móc hết ruột ra ha. Cho anh cơ hội nói câu cuối cùng á. Em thích đi du lịch gì không? Dạ em thích đi du lịch. Có thể ngồi về đi chung du lịch với anh được không? Đừng nói du lịch Trà Vinh nha. Nhưng mà về có cho vợ giữ tiền không? Thì chồng làm mà vợ giữ. Vợ thích mua sắm thì cứ mua sắm. Có xin lại không? Không xin lại.
không xin lại nha, hứa đàng hoàng nha, không xin lại nha. Mình sống như vợ con à. Được. Hết giờ. Hai người nhìn trân trân không? Em không bấm là chị bấm á. Chứ chị thấy là rất là chân thành và nghiêm túc. Một, hai, ba. Trời ơi, cao dữ. Trời ơi, cặp này xứng rồi. Nắm tay cảm nhận thế nào? Cũng được quá ha. Sao được không mấy bạn? Được không? Đây, thay mặt chương trình tặng cho hai bạn một cặp vé xem phim. Dạ. Em cũng cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho em tìm kiếm được một người bạn. Về sau thì có gì thì em sẽ mời anh chị đám cưới hoặc là tham gia chương trình vợ chồng son. Có không? Có. Chương trình có rất có ý nghĩa cho những người ít có cơ hội để giao tiếp gặp gỡ. Em cảm ơn anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Rồi, cảm ơn em. Rồi, chúc em sẽ thành công hơn nữa trong cuộc sống và biết đâu hạnh phúc sẽ đến rất là gần nha. Rồi, cảm ơn. Nắm lại, nắm lại coi cái coi. Nắm đi là quơ quơ hoài. Đã hết liền. Chị sửa điện với sửa ống nước anh. Em không có giỏi nấu ăn. Bạn trai có rồi nhưng mà người yêu thì chưa. Bạn gái là mong lớn. Hai người cũng hiền, dễ thương. Nào, nếu em người phụ nữ em cũng sẽ chọn anh này làm chồng. Dễ thương. Còn bây giờ ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Hả mà. Mời bạn nam. Chào bạn. Dạ, chào mọi người, chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Chào bạn. Phong trần nha, lãng tử nghệ sĩ nha. Dạ. Bạn tên gì? Dạ, em tên là Khánh Phương, em sinh năm 89, là kỹ sư điện. Tiếp xúc với điện nhiều lắm hả? Dạ, cỡ nào em cũng chơi được anh. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra, xin mời bạn. Em tên là Kim Phụng, em cũng sinh năm 89. Phụng đang làm công việc gì? Em làm giáo viên dạy tiếng Anh đó chị. Rồi. Dạ. Bây giờ mình đừng có rung, sao nó rung vậy? Ngồi bình thường, ngồi bình thường. Tại giờ... chị đẹp quá em rung. Cảm ơn em. Bạn cầm cái gì vậy? Em thích vẽ tranh, cho nên em mang tranh lên. À, tranh bạn vẽ hả? Dạ, em vẽ. Kỹ sư điện là làm việc cụ thể là gì? Dạ, kỹ sư điện đi sửa ống nước anh. Ủa là sao kỳ vậy? Dạ, làm tất ăn tật từ anh với anh. Em là làm cho ban quản lý cao ốc, quản lý về tất cả những thứ từ anh với từ trên xuống dưới, từ dưới xuống trên. Tức là điện nước rồi thì kia. Dạ, điện nước và đúng không? Hệ thống đồ này kia luôn anh. Dạ. Đi xách cái đàn chi, hát hay lắm hả? Dạ không, em cũng chơi được chút chút, cũng muốn tặng cho mọi người với lại anh chị. Rồi, mình làm bản lấy cảm tình bên kia đi ha. Rồi, sẵn em gửi cho bạn nữ bên kia cái bài là Gọi Tên Em nha. Gọi tên em giữa nỗi nhớ ước ao, giữa biển vắng khát khao, tiếng gió thét gào con sóng, tìm tên em dưới cát trắng mênh mông, biết sông cuốn xô không, xin còn lời trông ngóng. Gọi tên em khi ban mai nắng lên, khi sương rơi giữa đêm, gọi mãi những khi hoàng hôn. Và con sông cứ khát khao vô bờ, để biết chút mong chờ, biết nhờ gọi thầm tên em. Gọi tên em dẫu dốc cuốn sóng xô, dẫu dốc cát nhấp nhô, xin mưa em đêm qua phố. Rồi, rồi. Phụng cảm giác như thế nào về người bạn trai ngồi bên kia sau khi nghe giọng hát của ảnh, tiếng đàn của ảnh? Dạ thấy cũng dễ thương. Dễ thương. Không biết thương được không thì em không biết. Mình có sở trường gì không? Sở trường lớn nhất của em là em biết tự làm mình vui, không cần phải đợi người khác làm cho mình vui, cũng tự biết làm mình hạnh phúc. Khuyết điểm của mình là gì? Khuyết điểm thì nhiều lắm chị ơi. Em không có giỏi nấu ăn.
Nhưng mà em vẽ tranh á, em thường thích vẽ tranh loại thể loại gì em? Dạ em thích vẽ tranh phong cảnh với lại tranh khỏa thân. Hả? Chút xíu cho coi. Tranh khỏa thân nữ anh ơi. Nhưng tại sao thích vẽ tranh khỏa thân nữ? Vì em cảm thấy cái cơ thể người phụ nữ nó rất là hấp dẫn. Người nam cũng hấp dẫn vậy? Em chưa thấy người nam nào hấp dẫn hết. Tới giờ em có bạn người bạn trai nào chưa? Bạn trai có rồi nhưng mà người yêu thì chưa. Có hôn bao giờ chưa? Dạ có. Thế em có chịu sống thử không? Nếu mà nói em không thích đó là không thích những cái người mà đánh giá phẩm hạnh của người phụ nữ qua cái chữ trinh tiết đó. Đó là cái quyết định của họ, không có cái gì để mà đánh giá hết. Bạn nam? Dạ. Em có chịu sống thử không? Dạ em nam mà chị, em là buông hai tay ai muốn làm gì làm. Ý em muốn người phụ nữ thế nào? Em có một cái lít luôn anh, hơi bị dài á. Rồi em nói luôn. Dạ à, bạn gái là mông lớn, vai nhỏ, thon, tay nhỏ, eo thon, ngực vùi, cao 1m6, nặng 40-50kg. Tại sao là mông lớn? Nhìn nó rất là quyến rũ với là rất là sexy. Dạ chào chị. Nè bạn gái em nè. Được không? Mông lớn, ngực vừa. Ngực vừa. Đó bạn gái em y chang vậy đó, chịu không? Dạ chịu, trời cỡ này là chịu rồi cái gì. Giờ biết sao lý do em ế rồi. Cái đó là hình mẫu lý tưởng. Còn bây giờ nó rớt hết thì gì rớt. Rớt. Vậy còn lại gì? Đó là cái bạn nữ tôn trọng em là được. Dạ. Thôi đứng lên coi, giờ tôi kiểm tra là đứng lên. Tóc xoăn, dai ngang, mông không có, eo nhỏ, đùi lép, bầy đặc. Cao hơn chị. Chị em thật là chị em lại đó chứ. Em thích bạn trai làm sao? Em thấy bạn trai đừng có đòi hỏi nhiều quá. Đúng rồi, mày đòi hỏi dữ lắm. Nói chung là tôn trọng em, cái chuyện bề ngoài là cái ấn tượng đầu tiên thôi. Còn cái cuối cùng mà giữ được mình hay không là cái cách cư xử. Mà đó nó chê chị đi, em thấy sao? Ảnh mà chê chị hả? Chê rồi đó. Rồi vậy thôi em không hẹn hò với ảnh đâu. Đó, vậy là hiểu kết quả rồi cái gì? Mình chị em tù. Mình phải bên nhau. Đúng rồi, mình phải bên nhau chứ. Dễ cái hình bây giờ ủng hộ ngắm hoài luôn. Hình bên kia vẽ chứ không phải ông này vẽ đâu nha. Bên này coi thôi. Để anh xem cái người vẽ hình này thế nào. À chào bạn. Em tự vẽ em hả? Dạ không, em tự vẽ theo cái trí tưởng tượng thôi. Sao không tưởng tượng cảm nhận vẽ nam thử coi sao? Toàn ra cái gì không rồi. Nếu bây giờ mà hai người gặp nhau mà hợp với nhau thì em định sẽ như thế nào? Có thể là quen từ giờ cho đến 4 năm sau thì em có thể em cưới được. Bản thân em á là em nghĩ như thế này là con trai á thì phải kiếm đủ tiền để mà tự bản thân mình nuôi lấy gia đình mình. Cho nên là em muốn á là cái đám cưới của em á là thực sự là em phải bỏ bằng tiền của em. Đó là một suy nghĩ cũng chính chắn. Phụng không thích cái gì, điểm gì ở người bạn trai của mình? Trước hết là một người gia trưởng là em không thích. Bên kia có vẻ gia trưởng á. Em nặng lắm á chị. Gia trưởng hả? Dạ chắc rồi. Rồi thấy không phù hợp rồi. Hôm nay bạn đến đây bạn đi với ai? Bạn của em. À chào em. Em cảm nhận cái anh ngồi bên kia như thế nào? Chào chị Tường và anh Linh. Hồi nãy lúc mà anh cầm đàn ra thì em nghĩ là chắc là bạn em sẽ thích anh. Nhưng mà khi mà anh nói về mẫu người lý tưởng á thì em nghĩ chắc cũng bớt cỡ 20% rồi đó. Em nghĩ hẹn hò thì chắc là được. Có người thân không? Em có em trai. Rồi xin mời em trai. Chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh ạ. À. Chào bạn. Chào bạn. Hơn ai hết thì em hiểu anh Phương ở chỗ là năng nói dòm. Bản thân em thì em việc ok. Bấm nút phải không? Nếu em là em bấm nút đúng không? Sẽ bấm nút. Nhưng mà anh em nói có gia trưởng quá. Có đấy nhưng mà anh đang cố gắng sửa điều đấy. Sửa được không? Dạ được. Thì thời buổi hiện đại rồi. Không? Dạ. Nam nữ bình đẳng rồi. Dạ. Đâu có gì mình phải gia trưởng đâu, mỗi người có quyền quyết định riêng của họ. Rồi bây giờ mình cho hai người gặp nhau đi anh ơi. 2 phút bắt đầu. Chào chị. Chào bạn. Hi. Hi. Nhìn nó nói chuyện đi, nhìn chị chi. Bối rối quá. Bạn thấy mình sao? Nãy lúc mà bạn hát á thì mình thấy cũng dễ thương. Mà giờ bạn có muốn nhận xét lại chị Cát Tường không? Chị tôi lùn đó nhớ không? Dạ không, chị là đúng chứ cái form của em nghĩ á. Chị Cát Tường đẹp như vậy mà bạn còn chê nữa, tôi không biết sao tôi sánh được với bạn luôn. Đó, thấy chưa? Bạn ấy đùa cho vui thôi chứ làm sao chê Cát Tường được. Dạ. Anh thấy Cát Tường đẹp mà đúng không? Dạ đúng vậy. Thì thật sự là mình cũng có những cái lý tưởng của riêng mình. Còn cái việc mình có gặp bạn, mình có ấy đâu này kia hay không á thì cái đó lại là cái chuyện khác. Rồi vậy giờ nhận xét về bạn gái mình
Khi kéo màn lên là cảm giác của mình thấy sao? Hơi bất ngờ một chút. Khi mà ở bên bức màn bên kia thì em nghĩ là nó hơi có một cái chút gì đó nó khác. Em nghĩ nó giống bức hình này. Tưởng bạn ấy khá giống cái bạn này trong mà. Rồi bây giờ thì... cuối cùng là sao? Dạ có hai kiểu bất ngờ chị. Em bất ngờ một cái kiểu là bất ngờ thú vị và một cái kiểu bất ngờ không thú vị. Thì bạn là một bất ngờ thú vị. Nếu như mà trong trường hợp mà bạn với mình á, mà quen nhau á, bản thân mình á, mà đi làm không ở có một cái chỗ cố định á, nếu như trong trường hợp đó thì bạn nghĩ sao, bạn có theo mình không? Quen là quen sao? Quen là đến với nhau rồi đó. Trời. Đến là đến tới cỡ nào? Nếu mà quen như kiểu bạn bè á, thì cái chuyện đó đâu có thành vấn đề. Không, ở mình đang nói với bạn là ở cái mức hơn vậy. Hơn vậy là tới cỡ nào nữa? Nói quịch tẹt cái đi. Là nghĩ đến cái chuyện là chuẩn bị cưới rồi đó. Thôi cái chuyện đó xa quá, mình bỏ đi ha. Rồi ok. Nói trước là ở ngoài đời mình không đẹp được vậy đâu. Không, cái chuyện đẹp hay không là phải đợi mình đánh giá. Cái chuyện mà đẹp hay không đẹp á là theo kiểu mà mường tượng lắm. Chứ không phải là giống như là cái kiểu mà bạn nhìn vô là người này kêu là không đẹp hay không đẹp. Mình nhìn bạn mình kêu đẹp nhưng mà nhiều người khác người ta nhìn á, người ta kêu không đẹp. Nó lại khác. Em tôi thấy tôi với bạn mà hẹn hò chắc cãi nhau cả buổi luôn á. Còn những cái bạn mà ngang tuổi mình á thì đôi lúc á mình nói chuyện á thì cũng có nhiều cái vấn đề mà nó cần phải giải quyết và cần phải nói nữa. Mấy người nhỏ không có gì để giải quyết hả? Đúng rồi, hoặc là lớn hơn thì họ nuôi mình được. Còn cái gì? Nuôi bạn á hả? Nuôi bạn gì con? Lớn hơn mình một năm thì tất nhiên họ sẽ có những cái kinh nghiệm cuộc sống của họ. Họ sinh ra trước mình một năm mà, thì tất nhiên là họ sẽ có những cái chiều sâu hơn mình. Mình cảm thấy cái chuyện tuổi tác với cái chuyện kinh nghiệm sống không liên quan gì với nhau. Có rất là nhiều. Thật sự thì cái mục đích của bạn hôm nay đến đây á là để bạn tìm vợ hay là tìm bạn gái hay là tìm bạn? Thật sự là mình nghĩ á, vợ với bạn gái là giống nhau. Tôi thấy không được rồi đó. Vợ với bạn gái giống nhau hả bạn? Vậy sau này bạn có vợ rồi bạn ra đường mà không có bạn gái nữa hả? Đúng rồi. Không, ý bạn cơ là bạn gái là gài tôi phải không? Trời ơi, theo như mình nghĩ bạn gái là người yêu, còn mà theo như bạn nghĩ bạn gái chỉ là bạn gái là bạn chơi không thường thì nó khác. Hết thời gian, có thể là cuộc tranh luận này nó cũng còn rất là dài, mỗi người một quan điểm. Đây nút, chúng ta có thể hẹn hò với nhau để tranh luận tiếp. Tức quá phải hẹn hò rồi gặp nhau thành cãi lộn. Suy nghĩ kỹ nha. 2. Đây là bấm nút để chọn người yêu, chọn vợ, chọn chồng. Suy nghĩ kỹ. 1. Hết thời gian. Lý do sao bạn không bấm nút? Dạ tại em thấy bạn nó không bấm nên chắc bạn nó không muốn cãi nhau tiếp nên thôi em cũng bấm nữa. Sao em biết bạn nó không bấm? Bạn nó bấm mà. Ủa có hả chị? Bạn nữ không có bấm nút chọn mình, bạn cảm giác như thế nào? Hơi buồn chút nhưng mà em nói theo mình nghĩ nha, thì thật sự là nếu như mà cái cuộc tranh luận á mà... Cãi nữa hả? Dạ, các cuộc tranh luận mà diễn ra thì thật sự em nghĩ nó mới bền đó chị. Có tranh luận nó mới có bền. Nếu giả tỷ bây giờ cho bạn cơ hội ngồi vô bấm lại, bạn bấm hay là không bấm? Em với bạn nó chắc không có duyên. Dù sao thì nữa thì cũng cảm ơn hai bạn đến đây và mong rằng chúng ta sẽ gặp gỡ một người bạn hiểu mình hơn. Một người bạn là không tranh cãi với nhau, có thể đồng quan điểm với nhau chẳng hạn. Rồi, thôi cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Em thì có cái tính chịu khó, là thích làm việc kiếm tiền. Thì còn cái điểm yếu của em là em không có được đẹp trai. Dạ không. Cái tiêu chuẩn của em nó cũng không có cao gì đâu anh. Em thích ca sĩ Như Quỳnh á. Trời ơi. Tiêu chuẩn của em thấp chuẩn à. Yeah. Mời nhà trai. Thôi, ngồi đi em trai. Xin mời nhà gái. Trời, chị em mình cùng đông ha. Mời em trai giới thiệu về mình. Dạ, chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân và chào em. Bạn nữ bên kia. Em tên đầy đủ của em là Nguyễn Khắc Tuấn Vũ. Em sinh năm 1989, em quê ở Bình Thuận. Hiện nay thì em là nhân viên tín dụng của Ngân hàng Sinh Thanh Việt Nam. Còn em nói đi. Dạ, em chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh, chào em. Chào anh bên kia và chào tất cả mọi người ở chung quay. Em tên là Võ Thị Thanh Lý, năm nay em 26 tuổi. Em được sinh ra và lớn lên tại vùng đất Phú Yên. Hiện tại thì em đang làm việc ở Long Thành, Đồng Nai của mình. Và cũng song song đó thì em cũng là kinh doanh bên bán hàng online ạ. Rồi, mời em trai. Em nói về điểm mạnh, điểm yếu của mình cho bên đàn gái biết đi. Dạ,
Thì điểm mạnh của em thì cũng không có cái gì nổi trội. Em thì có cái tính chịu khó, thích làm việc kiếm tiền, thích đi du lịch. Thì còn cái điểm yếu của em là em không có được đẹp trai, rồi không em hay quên. Thế thôi đó hả? Dạ. Yeah. Mình thấy mình không đẹp trai nhưng nhiều cô thấy mình đẹp trai thì sao? Đừng lo điều đó. Dạ. Rồi bên đàn gái sao? Em nói đi. Điểm mạnh yếu của em này. Thì điểm mạnh của em thì em năng động hoạt bát trong cái công việc của mình, luôn luôn vui vẻ và hòa đồng cùng với mọi người. Nhưng mà điểm yếu của em thì cũng em hơi có chút run khi mà đứng trên nhiều người á, xong rồi hơi nóng tính, hơi thẳng tính quá, nên là đâm ra cái đó cũng là cái điểm yếu của em. Dạ. Em trai, em đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, thì về tình trường thì em thì cũng không có nhiều, hai mối thôi. Trước đây thì em có một quen một bạn nữ từ thời em còn đi học ở trong này. Rồi. Dạ, cái đó thì cũng thời sinh viên. Qua thời đó mối tình thứ hai mới là. Dạ, thì mối tình thứ hai thì em cũng có tình cảm với một cô. Có một thời gian thì em đi làm việc xa, thì tình cảm tụi em thì nó cũng không có còn mặn nồng. Em có mấy mối tình rồi? Dạ, em thì cũng giống anh Nam bên kia, thì em cũng có hai mối tình. Một mối tình từ thời đi học và một mối tình thì em chia tay cách đây cũng được 3 năm rồi. 3 năm rồi? Dạ. Chưa có mối tình tiếp theo nữa? Dạ, chưa. Lý do chia tay? Thì tại tụi em không có, quan điểm tụi em không có hợp nhau á. Xong rồi bạn ấy quay lại người cũ nên là tụi em chia tay. Ồ, vậy hả? Bây giờ em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ, thì cái tiêu chuẩn của em nó cũng không có cao gì đâu anh. Em thích ca sĩ Như Quỳnh á. Trời ơi, tiêu chuẩn của em thấp chuẩn à. Thì phía tiêu chuẩn của em thì chỉ còn cô ấy là nhỏ nhỏ người, xinh xắn một chút. Thì em có cảm giác là em che chở cho cô ấy vì em cũng cao đó. Nói người miền Trung thì càng tốt. Đây, người miền Trung đây, gia đình chúng tôi, người Phú Yên đây. Mà bạn thích phụ nữ mình dây hay là mình ống chỉ nào? Dạ, tròn tròn chút cũng được chị Hồng Vân ạ. Tròn tròn là mình ống chỉ đó. Chúng tôi có luôn. Dạ, vậy là tốt quá. Còn hình mẫu của bạn gái? Dạ, thì em không có hình mẫu nào đâu. Em thì chỉ cần bạn nam của em cao trên 1m65 là được rồi. Anh dư sức luôn em ơi. Dạ. 65 được không? Nhưng mà cái điều anh hơi không có được mập lắm. Thì em có thích người mập hay người ốm vậy em? Dạ không sao đâu anh, em là chuyên bên tăng cân giảm cân mà, nên anh cứ về với em là được rồi. Đừng có nói chữ mập. Ồ vậy hả? Dạ. Rồi bây giờ để tôi qua tôi coi làm gái còn sao nha. Dạ. Sao mà nói tròn với ống chỉ là sao? Mình ống chỉ là tròn tròn. Em dễ thương. Dạ. Em không thích điều gì ở đàn ông? Dạ em không thích tính gia trưởng ở đàn ông. Gia trưởng hả? Dạ. Có gia trưởng không trai? Dạ không, em tuyệt đối không luôn. Dạ. Rồi em không thích gì nữa? Tóc tai sao? Tóc tai thì em nghĩ là không đừng quan nên em nghĩ là đừng nên hói quá. Né hói đúng không? Dạ đúng rồi. Tóc cỡ anh Linh được không? Dạ cỡ anh Linh cũng được. Anh Linh đâu có hói đâu đúng không? Dạ chỉ đúng rồi. Chỉ hơi ít tóc so với ngày xưa thôi. Có người ít hơn thì sao? Cái đó là cái trường hợp đặc biệt á. Quan trọng người ta có yêu thương mình hay không, người ta có chăm sóc, người ta có quan tâm mình hay không. Còn hói hiếc là đừng bao giờ nói cái chuyện đó. Cái đó là về gọi là tâm sinh lý của một con người rồi, không thể thay đổi được không? Dạ. Dạ, bà mối có xem mắt đàn trai không? Dạ. Chưa thấy đàn gái, đàn trai tôi chịu rồi đó. Sao chịu được hả? Anh? Ừ, được. Chịu không? Hợp lý đó. Dạ, dạ. Dạ, cảm ơn anh. Cái cô kia là cô có dạ, tên chào, là chị Nguyễn Lê Hồng Vân. Em mình dung bằng nữ bên đây thì sao cưng? Em nghĩ là chắc cô ấy dáng người nhỏ nhỏ. Dạ. Da dẻ làm sao? Da dẻ chắc là xinh xắn không? Da dẻ chắc là da ngăm ngăm ha. Người miền Trung trắng tươi. Dạ. Trắng như bông bưởi. Vậy hả chị? Tuổi của em là 31 rồi đúng không? Dạ đúng rồi. 31 rồi là sẵn sàng cho một cái cuộc hôn nhân. Dạ em rất là nghiêm túc trong cái chuyện này. Nghiêm túc trong cuộc hôn nhân đúng không? Dạ. Rồi bây giờ ví dụ như lấy vợ thì vợ sẽ về đâu? Có đầy đủ cơ sở vật chất để lấy vợ chưa? Nhà cửa thì ngoài ấy thì em vẫn có đầy đủ. Tức là ngoài quê thì nhà cửa cũng đấy. Nhưng mà ở đây hiện giờ em đang làm việc ở đây mà đúng dạ không? Đúng em đang làm ở nhà trọ. Dạ dạ. Rồi hôm nay em đi với ai ạ? À, em đi với mẹ em và hai người bạn thân của em ạ. Chào cô. Dạ. Chào chú Quyền Linh. Chào cô Hồng Quang. Dạ. Tôi mẹ có Nguyễn Khắc Tấn Vũ ở Phan Thiết vô 5 giờ sáng cũng tham gia chương trình này. Thấy bạn muốn hẹn hò cũng coi lâu rồi. Nhưng mà Vũ thì kết 5-6 năm nay đi làm xa không có thời gian để tìm bạn. Tôi cũng có nói con tìm bạn gái, mẹ coi chương trình bạn muốn hẹn hò, mẹ cũng thấy hay, cũng có ý nghĩa. Thôi con tham gia chương trình coi có tìm vợ được không? Thấy cháu cũng dễ thương. Nếu mà con thật lòng giữa con trai cô thì con trai cô nó cũng chịu thương chịu khó lắm. Cũng không rượu, không nhậu, không nhạc, không hút thuốc gì hết ấy. Dạ, rồi cảm ơn rồi, cô. Cảm ơn mẹ. Dạ cảm ơn chị. Anh em đi với ai?
Dạ em đi với hai bé đồng nghiệp chung công ty ạ. Rồi. Chào chú Quỳnh Linh và cô Hồng Vân. Với em thấy thì anh bên này cũng cao, cũng đẹp trai. Thế này về nói chuyện cũng vui vẻ. Rồi để thoát ế cho mình nên hai người nên tạo cơ hội cho nhau tìm hiểu. Rồi, cảm ơn em. Bây giờ thì thôi hai bạn gặp nhau đi ha. Mở rào. Chào em. Dạ, chào anh. Rồi, đây anh tặng cho em một cái thỏi son ha. Anh mong em là lúc nào ra ngoài hoặc đi với anh cũng luôn rạng rỡ và xinh đẹp ha. Dạ, em cảm ơn anh. Rồi. Dạ. Thì em cũng có một cái món quà đáp lại, đó là cái chậu sen đá. Thì nó cũng tượng trưng giống như là em vậy á. Bên ngoài tuy có một chút mềm yếu nhưng mà bên trong nó luôn có một sức sống hoặc là mãnh liệt. Thì em cũng mong anh sẽ chăm sóc cẩn thận nó và yêu thương nó. Rồi, anh sẽ luôn giữ món quà này. Rồi, nếu như mà hẹn hò thì em rảnh giờ nào? Dạ em thì rảnh thứ bảy chủ nhật anh. À thứ bảy chủ nhật hả? Thứ bảy chủ nhật thì anh cũng rảnh, tại vì anh làm thì từ thứ hai đến thứ sáu thôi. Nếu mà được thì thứ bảy chủ nhật này em về quê anh chơi luôn đi, anh chở em về trong khi tắm biển ha. Dạ. Em có câu hỏi gì vậy anh không? Em thì muốn hỏi anh là nhà anh thì có khoảng bao nhiêu người ạ? Nhà anh thì cũng không có đông người, cũng đơn chiếc, có mình mẹ và em trai anh và anh. Dạ. Nếu mà em với anh quen nhau á thì không biết là mình có cần phải là làm dâu ở nhà luôn không, hay là mình chỉ cần mình lập nghiệp ở một nơi nào đó mà mình cần để phát triển được á. Nhà thì cũng có mình mẹ thôi, cũng đâu có làm dâu gì đâu em. Thì nếu mà em muốn lập nghiệp ở đây thì cũng không phải làm dâu. Dạ. Mà nếu mà về ngồi đó thì anh cũng có thể lo cho em công việc, cũng ở riêng thôi chứ cũng không có làm dâu gì đâu. Mà em có thích làm dâu không? Dạ thì em vẫn thích ở gần mẹ chồng, chứ còn mà ở chung mẹ chồng thì em mong là ở gần nhau á thì mình dễ vun đắp hơn. Còn ở chung nhiều khi có những chuyện mà mình khó nói á, xong rồi thì đâm ra mẹ con nó lại không được vui. Về cái điểm này thì anh cũng hiểu, thì đa số là phụ nữ thì đều nghĩ như vậy. Nhưng mà cũng tùy thôi em, tại nhiều khi có mẹ ở bên cạnh cũng đỡ lắm. Lỡ mà mình có con hay thì có mẹ mình cũng ra vô chăm sóc thì cũng đỡ lắm em. Rồi bây giờ thì nếu như mà được thì em tính khi nào mà hai bên bước tới được. Em thì gia đình em cũng mong em có người bên cạnh đó, nên là nếu mà được thì em cũng mong là trong năm nay thì mình bước tới là được. Thì nếu mà được thì anh cũng tính là cuối năm nay. Cuối năm nay thì mình có thể tiến tới được. Thì em thấy anh sao? Được không? Có được như tiêu chuẩn của em yêu cầu không? Dạ, mọi thứ em thấy đều được. Chỉ có cái tóc của mình thì em nghĩ cái răng cái tóc thì là gốc con người. Về cái gì chứ thì nếu mà họ có thể thay đổi được mà. Cái tóc thiệt tình luôn với cô này. Tóc bây giờ đi cấy mấy hồi. Đúng rồi. Quan trọng là mình kiếm tiền lo cho tương lai thôi. Hai đứa có món quà gì về tinh thần cho nhau không? Hát hò được. Rồi, em có một cái chuẩn bị một cái bài hát. Thì tối qua em ngồi em viết luôn á chị Hồng Vân, em đâu có thuộc đâu, em phải viết ra tờ giấy. Đâu em hát. Em hát bài ha, em thích hát nhạc nhẹ nhẹ, nhạc quê hương, nhạc bolero rồi em hát bài cây đàn bỏ quên. Hôm xưa tôi đến nhà em, ra về mới nhớ rằng quên cây đàn tình tan. Đêm khuya thao thức mơ màng, chờ mai tìm đến cô nàng ngây thơ tình tan. Dạ em hát một đoạn thôi ha. Hay đấy. Dạ, cảm ơn anh em thuộc nữa đó. Dạ. Biến lấy hơi bị ghê á. Đúng rồi. Dạ, dạ cảm ơn anh. Dạ. Bây giờ chúng ta còn khoảng 30 giây nữa, bạn trai và bạn gái sẽ nói lên những cái gì mình suy nghĩ về người đối diện. Thì anh cũng xác định là anh đến đây để tìm một cái mối quan hệ nghiêm túc để tiến xa hơn. Vì là mình cũng đã đến một cái thời điểm chín mùi để mà nghĩ đến một cái tổ ấm cho riêng mình. Thì mà em hiểu, mình cho nhau một cơ hội để đi đến với nhau. Em cũng đúng là đến với chương trình này thì em mục đích của em cũng là để kiếm cái người bên cạnh của mình. Em muốn gặp thử cái sự rung động, thử trái tim của mình có thể rung động thêm một lần nào nữa không á. Rồi, hết thời gian. Nào, hãy để tay vào nút bấm các bạn. Bây giờ chúng ta nhắm mắt lại, kiểm tra con tim mình thật sự có rung động hay chưa.
Nếu trái tim mình rung động, mình bấm. Bắt đầu nè. 3, 2, 1. Hết thời gian. Em gái không bấm hả? Dạ, em nghĩ là tại vì trái tim em nó thật sự chưa có rung động mấy. Em nghĩ sau chương trình thì mình có thể tìm hiểu nhau để biết nhau hơn thì sẽ tốt hơn là nếu mà bây giờ em tạo sự cơ hội đầu tiên cho ảnh. Thôi, nói dù sao thì chúng ta đã có duyên gặp nhau ha. Dạ. Anh em bắt tay nhau một cái đi. Dạ rồi. Anh cũng chúc em sớm tìm được cái người bạn đời của mình ha. Dạ, sớm tìm được hạnh phúc. Cho dù các bạn không bấm nút ngày hôm nay nhưng các bạn vẫn nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity. Đó là một bộ sản phẩm tròn gói: nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Robot thương hiệu quốc gia xin gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát, máy lọc không khí, thiết bị điện, dây cáp điện robot tại các điểm bán trên toàn quốc. Robot là thương hiệu hàng đầu trong ngành sản xuất thiết bị điện, điện tử tại Việt Nam, luôn đảm bảo tiêu chí an toàn điện. Robot, người bảo vệ hữu hiệu. Vina Cacao gửi tặng hai bạn, mỗi bạn hộp cacao đa vị uống liền Vita Dairy do Vina Cacao sản xuất. Vita Dairy xin chúc hai bạn sớm tìm được tình yêu ngọt ngào như từng giọt yêu thương Vita Dairy. Chương trình cũng chúc là hai bạn sẽ mau tìm được nửa của mình nha. Cảm ơn các bạn đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý khán giả. Người mẫu mà em thần tượng là anh Quyền Linh. Cảm ơn em. Anh cũng mộc mạc lắm em ơi. Anh mộc mạc lắm á. Nhưng mà không đẹp trai mà anh Quyền Linh. Khỏe đó. Anh hít hai cái là nằm luôn á. Rồi này dư khả năng lấy vợ nữa rồi trời dư, ơi. Dư dư. Bây giờ mình gặp cái cặp đôi thứ nhì của cái ngày hôm nay xem như thế nào nha Linh. Gặp liền luôn. Xin mời. Mời nhà trai. Xin mời nhà gái. Chào em. Bây giờ thì em trai giới thiệu cho bên đàn gái nghe luôn nha. Nói lớn lên, bắt đầu. Em chào anh Quyền Linh. Chào em, chào chị Hồng Vân. Chào bạn gái bên kia, chào khán giả. Rồi em tên gì? Tên là Nguyễn Văn Trọng, năm nay em 43 tuổi ạ. Em đến từ Đắk Nông. Quê quán em ở Hải Dương. Em sinh sống đã hai mấy năm ở Đắk Nông rồi. Đắk Nông. Em bây giờ là đang làm nông thôi, trồng cà phê tiêu với lại cây ăn trái. Lúc rảnh thì em đi xây nhà cho người ta. Ủa em ơi, em là chủ vườn trái cây hả? Dạ không ạ, em chỉ có hai mẫu để làm thôi, với lại có một cái nhà bây giờ em đang ở một mình ạ. Nói mà giật mình, em có gì em chỉ có hai mẫu thôi. Em làm nhà tốt rồi. Ừ, thế còn em giới thiệu đi. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân. Em chào anh Quyền Linh. Chào em. Em chào anh bạn nam bên kia, em chào khán giả. Em tên là Mai Thị Kim Loan, em sinh năm 1979. Em sống ở đâu? Dạ, em đang sống và làm việc ở Bình Dương. Quê em ở Đà Nẵng. Mà gia đình em vô đây rồi, ba mẹ em vô đây luôn. Ồ, vậy hả? Bình Dương lên Bình Phước, Bình Phước qua Đắk Nông. Dạ. Cũng... Em sao? Đi xe máy lên đây 5 tiếng anh. Quá dữ luôn. Lần trước em đi đi em đi sáng tối em về. Lần này đi với em gái. Em gái, những cái điểm mạnh điểm yếu của em coi. Dạ điểm mạnh của em thì em sống tự lập, đặc biệt là em kỹ tính, sạch sẽ gọn gàng. Và em cũng thích ca hát nữa. Còn điểm yếu thì em hơi nóng tính và em sống nội tâm. Nếu ca hát là sống hợp nội tâm đâu có phải điểm yếu đâu. Còn em sao em ơi, em trai? Dạ vâng ạ, em thì người của gia đình, chịu khó, cầu tiến, việc gì em cũng có thể làm được, nhưng mà chỉ làm của nhà mình thôi, bởi vì em không qua trường lớp nào cả. Điểm mạnh của em là chịu khó học hỏi làm. Nhược điểm của em thì nói chung là sợ nhất là phụ nữ khóc, là em hay mềm lòng. Em có mấy mối tình rồi? Em thì cũng đã đổ vỡ một lần rồi. Vợ em là đi theo con giáp thứ 13 rồi. Tại em là gọi là mãi làm ăn quá, thế cho nên là cái thời gian mà để cho gia đình nó không nhiều. Thế nhưng là cô ấy thì không nghĩ như vậy. Bởi vì là mình tất cả là vì lo cho gia đình thôi. Bởi vì bây giờ em cũng đứng tuổi rồi. Thế nhưng mà người phụ nữ của mình thì không hiểu được cho mình. Không phải không hiểu đâu, mình cũng phải hiểu cho phụ nữ. Bởi vì có chồng mà chồng cứ đi suốt như thế, không ai chăm lo hết. Đôi khi người ta cũng cô đơn ha. Thôi mình không trách Không, em thì ở nhà thôi chứ không đi đâu cả.
Thế nhưng có cái là em cũng lãng mạn lắm chứ không phải là không. Thế nhưng mà nó tình yêu sẽ đánh mà. Cái chuyện đấy thì rồi, mình khó nói với người ta lắm. Thôi bỏ qua chuyện đó đi. Dạ. Em có gia đình có con chưa? Dạ em ba cháu rồi ạ. Lớn nhất là 21 rồi, cháu đã xây dựng gia đình rồi bây giờ. Nhỏ nhất là nhiêu? Nhỏ nhất là 13. Rồi mấy cháu ở với ai? Thì bây giờ một cháu là lấy chồng rồi. Còn thì hai cháu thì một cháu 19 tuổi rồi thì cũng vào Sài Gòn này làm rồi. Thế còn một cháu thì đang học lớp 7 thì ở với mẹ. À. Dạ, thì em cất dưỡng hàng tháng. Rồi. Còn em thì sao em? Em mới mới tình rồi. Em thì em lập gia đình năm 2002. Và qua năm 2006 là ông xã em bị tai nạn giao thông mất. Rồi em ở như vậy là 15 năm em làm nuôi con. 15 năm ở như vậy nuôi con. Như vậy là con năm nay là nhiêu? Dạ con em năm nay 16 tuổi. 16 tuổi rồi. Dạ. Trai hay gái em? Dạ con gái anh ơi. Là hai mẹ con bây giờ đang sống với nhau? Dạ. Hiện giờ em sống với ba mẹ em, còn con em thì đi học ngoài Đà Nẵng. Nhưng mà sao em gái ở vậy 15 năm rồi hả? Đúng không? Dạ. Em chào anh. Tại sao vậy? Tại vì em lo làm để nuôi con, với lại em nghĩ con em con gái nữa cho nên em không có cái suy nghĩ là mình sẽ bước nữa. Nhưng mà bây giờ con em nó lớn, nó đi học rồi, nó đi học xa rồi. Cho nên là em biết mới nghĩ tới. Anh cảm giác rằng anh ở đây cũng là chân thành ha. Hai người thì cũng một lần đổ vỡ lỡ chuyến đò rồi. Có đồng ý về Đắk Nông không? Khi tham gia chương trình em cũng có nói rồi thì đi đâu em cũng đi được. Em nghĩ cái người bạn đời của em, một nửa còn lại của em á phải như thế nào? Người mẫu mà em thần tượng là anh Quyền Linh. Chắc là vì anh Quyền Linh mà em mới tham gia chương trình này đúng không? Dạ em cũng hâm mộ hai anh chị lắm. Thấy anh Quyền Linh ảnh mộc mạc, đơn sơ, giản dị, hài hước, vui tính mà một người đàn ông có gia đình nữa nên em rất là thích. Cảm ơn em. Anh cũng mộc mạc lắm nha Vy. Anh mộc mạc lắm á. Nhưng mà không đẹp trai mà anh Tình Ninh. Không, hay không em có trẻ trung hơn anh nhiều. Cũng đẹp trai. Anh giờ không có đẹp trai, anh mà thuộc trai mặt luôn rồi. Anh mà thuộc trai mặt luôn rồi. Có nghĩ là nếu như em hợp với ảnh thì là em có nghĩ về cái vấn đề con chung không? Em nghĩ là em cũng có con rồi, anh cũng có con rồi mà hai người đã lớn tuổi rồi thì cũng không nên sinh nữa. Chứ bây giờ tuổi lớn rồi mà mình nói chung thời gian qua em cũng cực khổ rất là nhiều. Bây giờ em chỉ muốn là mình được hưởng thụ thôi chứ không muốn để mà bây giờ mà sanh con rồi ôm con nhỏ nữa rồi nó nói chung nó cực lắm. Em có nghe? Dạ, chào chị. Thì bây giờ em nghĩ sao? Cái vấn đề con cái với giữa hai người thì cũng không quan trọng lắm. Quan trọng là hai người. Hôm nay em đi với ai ạ? Dạ em đi với em họ em. Em xin tự giới thiệu, em xin chào chị Hồng Vân và anh Quyền Ninh. Và em xin chào ban biên tập chương trình của Bạn Muốn Hẹn Hò. Em là tên là Nguyễn Thị Hương, em là em họ của anh Trọng. Và anh em thì đến từ miền đất của Đắk Nông. Anh em xuống đến đây từ lúc đi từ nhà từ lúc hơn 3 giờ cơ. Xuống đến đây là 10 giờ sáng. Anh của em thì nói chung là một con người thì chân chất thật thà. Cũng rất vui khi được gặp chị. Và em cũng rất vui là khi có thể anh chị tiến tới được xa hơn. Cảm ơn em. Em đi với ai vậy? Em đi với ba mẹ, với lại em trai với em dâu. Wow. Chào chào bố, chào mẹ. Chào MC Quyền Linh. Chào MC Hồng Văn. Nói về vấn đề về bản thân anh đã trình bày thì ở Đắk Nông là một cái địa phận mà nó nằm ở Bình Phước. Thì nhà chúng tôi ở Bình Dương thì nó cũng không có xa xôi mấy. Cái thứ hai nữa là cái điều kiện kinh tế thì anh trình bày là cũng đã ổn. Và nhìn qua thì cái gương mặt anh thì cũng sáng sủa. Đối với tôi thì tôi cũng thấy cũng rất là cũng coi như là tạm được đấy. Ưng bụng đó, ưng bụng. Ưng bụng đấy. Hay quá. Cho kéo rào đi, để rồi, họ nôn nao quá kìa. Bây giờ mình mở rào. Anh có món quà tặng em. Cảm ơn. Em cũng có món quà tặng anh. Món quà em tặng thì ý nghĩa món quà là em muốn người đàn ông đi bên em lúc nào cũng được chỉnh chu và tinh tế. Bây giờ hai bạn đều là ca hát với nhau hết. Rồi gặp gỡ đầu tiên mình văn nghệ đi cho thoải mái đi. Đi cho nó. Rồi để cho nó có tinh thần rồi. Rồi em gái hát luôn, em gái hát luôn. Bài hát này nó hơi buồn nhưng mà tại em thích, anh thông cảm nha. Em hát đi, bài nào anh cũng thích hết đấy. Nàng như một đóa hồng phai
hương sắc heo hon theo những ngày dài. Cuộc tình đi qua trong em mang bao tiếc nuối vỡ tan. Sở thích của em thì như thế nào? Em hả? Em thích nhiều lắm. Thích nhiều lắm. Thì em cho một cái cụ thể xem anh xem nghe thế nào. Thì em thích là thích ăn nè, thích ngủ và thích làm. Thích đi du lịch. À vậy hả? Thế thì thích tập thể thao nhưng mà em làm con mình, em làm biến tập. Thế thì những cái đó là hợp mà anh, hầu như là những lời em nói là trong anh có hết rồi đấy. Anh thích đi sáng dậy đi tập thể dục, đi bộ một mình, nó tự do hơn. Thì sáng nào anh cũng đi tập thể dục à? Anh mong rằng là sau này em chưa có biết tập thể dục. Đó, vậy đứng dậy tập cho bạn gái tập thể dục thử coi sao. Thế sau này anh em đứng lên, em đi tập thể dục được không? Thì được em không? Chỉ đứng tại chỗ chứ em đứng, không có đi. Đứng tại chỗ thôi mà. Thì đi thôi có gì đâu. Ủa không, tập thế nào đó, hít thở gì đó. Em hả? Hít đất hay gì? Em thì thường thường là chạy bộ, thế xong là về em hít đất. Rồi em làm cho cô coi coi thấy khỏe mạnh không? Anh làm thử nha. Rồi. Khỏe đó. Anh hít hai cái là nằm luôn á. Rồi này dư khả năng lấy vợ nữa rồi, trời dư, ơi. Dư. Rồi. Thôi được rồi, được rồi, được rồi. Thôi. Được rồi, khỏe. Con đẻ được, khỏe. Nói chung là mình mất mát nhiều rồi, mình sẽ bù đắp cho nhau được không? Mình bấm nút nha. Hết thời gian. Hãy quyết định trong 3 tiếng đếm. Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Em xin lỗi. Không sao. Có thể sau 15 năm trái tim ấy gần như đóng tất cả lại. Anh nghĩ rằng chỉ cần một giọt mưa, chỉ cần một sự ấm áp nào đó, trái tim nó mở cửa ra. Rất tiếc, anh rất tiếc. Không sao anh. Cho dù các bạn không bấm nút ngày hôm nay, nhưng các bạn vẫn nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity. Đó là một bộ sản phẩm tròn gói: nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Robot thương hiệu quốc gia xin gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát, máy lọc không khí, thiết bị điện, dây cáp điện robot tại các điểm bán trên toàn quốc. Robot là thương hiệu hàng đầu trong ngành sản xuất thiết bị điện, điện tử tại Việt Nam, luôn đảm bảo tiêu chí an toàn điện. Robot, người bảo vệ hữu hiệu. Vina Cacao gửi tặng hai bạn, mỗi bạn hộp cacao đa vị uống liền Vita Dairy do Vina Cacao sản xuất. Vita Dairy xin chúc hai bạn sớm tìm được tình yêu ngọt ngào như từng giọt yêu thương Vita Dairy. Có những điều mình rất muốn nhưng mà không thể. Này buồn quá, không muốn nói gì luôn á. Em bóc bỏ cái áo sọc ngang này đi. Sọc dưa. Sọc dưa. Hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ rất là quen thuộc 15:20 chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị có thể xem lại chương trình thông qua cổng thông tin Lớp TV hoặc là MCV Media và nhấn subscribe nha. Cảm ơn nhãn hàng Mắc He viên uống mọc tóc ngăn ngừa rụng tóc đã tài trợ thực hiện chương trình. Mắc He là sản phẩm số 1 về điều trị rụng tóc và kích thích mọc tóc nhanh do người tiêu dùng bình chọn năm 2018. Trong tập này có 2 cặp không thành công, nên khán giả xem truyền hình có cơ hội nhận được 2 phần quà là máy nước nóng Senton nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan, bảo hành đổi mới năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Nếu tham gia trả lời câu hỏi của chương trình thông qua fanpage Bạn Muốn Hẹn Hò. Và bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin chào và hẹn gặp lại. Thank you.
em thính thính mũi em đánh hơi á. Em có nghe hơi hám gì bên đây, có gì tốt không em? Được ạ. Em chân thành, biết quan tâm chia sẻ, có thể hỗ trợ được cái công việc nội trợ trong nhà. Cũng giống như cái tên của em thôi ạ, trung thực, thẳng thắn và nhiệt tình và chân thành ạ. Dạ, thiền theo lái, gái theo chồng, mà anh đi đâu em đi đó. Rồi yên tâm rồi, yên tâm rồi. Có đông người thì anh cũng lâu lâu mà có một mình chắc phải tiếc ạ. Rồi rồi. À, chắc mọi thứ anh gấp đôi hơn em thôi. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò được phát sóng vào lúc 22h45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh.